Kính thưa các bạn, hôm nay Thiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về cơ đào thải trượt tâm bởi vì dịch bùng coi như là sắp tới là cái cơ đào thải này là hả đào thải cái tâm trượt cho nên dịch bùng kỳ này á, mình giữ cái tâm mình đừng trượt là coi như là mình đã qua cái dịch nha các bạn tức là dù cho mình có nhiễm hay không nhiễm thì mình giữ cái tâm bình chánh mình cũng được cứu và được sẽ qua cho nên tiết giờ mới chia sẻ tại rất nhiều bạn coi như đã coi như nhiễm rồi mà giống như là cái tâm chánh cái tâm giống như thánh thiện, cái tâm không hơn thua, rồi cái tâm không có nghĩ giống như là danh vọng À, ham muốn sự nghiệp cũng như bây giờ có nhiều người nói rằng à, làm cũng như là đủ sống đủ ăn có thể dư giả chút đỉnh thôi chứ bây giờ mà muốn làm giàu thì cũng rất là khó đúng không các bạn đó nếu như mình hả nghĩ mơ mộng cao sang nó muốn làm giàu thì bắt đầu cái tâm mình phải nghĩ đến cái gì nghĩ coi như là cào cấu cào xé hơn thua giành giật coi như làm cũng như là hả gian tham gì không biết đó rồi hả nói láo nói khoét tất cả những gì thì coi như kỳ này là kỳ gì cơ đào thải trượt tâm làm cho dịch bùng trở lại để coi như là hả sàn xảy những người nào mà trượt tâm thì những người đó có khả năng có thể không trụ được tại trần gian này tiếp tục ở những cái tuổi 33 nè coi như là hả 31 bước qua 33 bước lại hoặc là 41 bước qua 43 bước lại hoặc là năm mươi năm mươi năm mươi ba đó những cái tuổi này là rất là hả rất là đáng sợ tại vì 60 năm cuộc đời của người thì coi như bắt đầu sẽ được gọi là giống như là tạm ổn rồi đó các bạn chứ không chắc đâu nha các bạn tại vì trần gian này là cõi tạm không biết là ngày nào là mình bỏ cái xác trần nhưng mà nó đỡ hơn là cái lúc mà mình 20 tuổi 30 tuổi 40 tuổi thì lúc này con của mình nó còn rất là nhỏ, nó bơ dơ coi như là không cha không mẹ, rồi không biết sống như thế nào, mình chưa tròn trách nhiệm là mình ra đi bị con dịch nó rước rồi, cho nên tiết già mới chia sẻ bởi vì sắp Tết tới nơi các bạn biết không ai cũng muốn tiền hết rồi đôi khi hả mình suy nghĩ coi như chỉ cần xê xích một chút xíu là coi như mình bị ghi chép rồi đó các bạn kỳ này là kỳ gì kỳ đào thải cho nên tại sao mà dịch bùng trở lại coi như là khắp trần gian chỗ nào cũng có hết thầy cho biết cơ thiên sau đấy để con trần đào thải trượt tâm đây là cái cơn dịch kỳ này là để như sao nè để mình nhìn thấy từ coi như là ở Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, à, Đài Loan hay là ở các nước gì đó, các bạn biết không? Nhật Bản hiện tại bây giờ coi như là hả một ngày ra đi mấy trăm người đó nha các bạn hải hùng lắm, mà hầu như là hả ở Nhật Bản là coi như là hả bị nhiễm rất là dễ đó các bạn bây giờ, nó rồi Trung Quốc bây giờ coi như là dịch coi như là bùng trở lại rồi mà mỗi lần thế giới dịch bùng thì coi như việt nam nó sẽ tới đó các bạn cái gì mà thế giới đi trước là việt nam đi sau để con trần coi như là nhìn thấy đó mà đào thải trượt tâm nó đơn giản vậy thôi mỗi lần mà thấy dịch là tự nhiên cái tâm mình rất là sợ đúng không các bạn nó mình suy nghĩ mình muốn làm cái gì mình cũng không dám làm sai trái không lâu đâu sẽ nở mầm tàn cơ diễn biến chẳng lầm trẻ ơi Ở kỳ này coi như là hả không có bao lâu nữa là coi như nó nở cái mầm ra thấy rất là rõ khi mà tàn cơ rồi là diễn biến coi như là hả không có lầm được khá mau tu kẻo thời đã trễ trễ chiến đò đang ế ẩm đưa các bạn có biết rằng coi như bây giờ cũng như là đấng từ bi thượng đế ơn trên tất cả những vị coi như là hạ cứu thế rất là sợ mình trễ chiến đò đang ế ẩm tại vì nhìn xuống trần gian á là người tu cũng như là hạ rất là ít thì những vị đó đang coi như lo lắng đúng không các bạn đó tiết già thì tiết già thấy cũng như là bây giờ dần dần mình cũng có những người tu cũng như là nhiều rồi nhưng mà những gì đó đang lo lắng đó các bạn chiến đò đang gặp cơn mưa khách chờ lặng lẽ đò đưa không người chiến đò kỳ này coi như gặp một cơn mưa tức là gặp một cơn dịch mà gọi là hải hùng luôn nó giống như cái chiến đò mà mưa tới là không ai ra kịp chiến đò luôn đó các bạn thấy không làm sao mà kịp được con dịch coi như là hả nó chấn ngang rồi làm sao mà lên đò kịp nó cái gì mà tiên tri ra các bạn có biết rằng là để khuyên chúng ta coi như là quay đầu về Phật Pháp tu hành chứ không để phải mà mình sợ nha các bạn đừng có lo cách chờ lặng lẽ mà đò đưa không người chiến đò chiều con ơi kịp bước kẻo không thôi chẳng được an nhàn kỳ này nếu mà mình không chịu Coi như là hạ đào thải cái trượt tâm của mình Quay đầu về Phật Pháp Thì đừng nói sao mà kiểu như là Con dịch nó rước mình ra đi một trận nữa đó các bạn ơi Gà tan canh gái ó giang Chiến đò sắp lặn nhãn tàn vô di Nhãn tàn vô di coi như là đây là nói về gì? Nhãn coi như là mắt đúng không các bạn? Mà mắt này không phải là mắt thường Mà gọi là thiên nhãn vô di gà tan canh gái đây là nói rất là xa cái này tiếp già chưa có thể nói được tại vì tới năm con gà nó còn xa lắm đò chiều đưa trở về quê cũ đò long hoa không đủ kẻ hiền đó các bạn thấy không coi như là hả đấng từ bi đang lo lắng cho chúng ta để chúng ta trở về bây giờ cái cơn dịch nó sắp tới rồi mà bây giờ mình không chịu tinh tấn tu hành mà tết này vẫn còn coi như là giết gà giết dịch giết heo gì đó ăn nữa thì coi chưa nói chung là cái lúc ăn nó không có sao hết đó các bạn có thể một hai năm sau còn phước coi như là cũng không có sao năm năm sau còn phước cũng không có sao mà chỉ cần một ngày hết phước là coi như là hả con vịt nó rước đi tại vì con vịt này là không bao giờ ngừng nghỉ cho đến ngày mà coi như là qua thượng quân thánh đức luôn đó các bạn các bạn có biết rằng tại sao mà coi như đấng từ bi rất là lo lắng con cái của ngài dưới trần gian này và nói rằng đò long hoa không đủ trẻ hiền tại sao vậy tại vì kỳ này sợ rằng coi như con dịch nó hốt hết tất cả con cái của ngài dịch là gì tức là quan gia trái chủ nó đòi nợ mình đó các bạn cho nên mình phải ráng tu để mình đẩy cũng như là quan gia trái chủ đi xa ra coi như đò long hoa không đủ trẻ hiền dịch tràn biến động trần ai một giây ắt chết nghiệt đài kéo chân các bạn có biết rằng nghiệt đài chắc có lẽ nhiều bạn biết lắm đúng không gương chiếu tội đó các bạn nghiệt đài kéo chân tức là gì gương chiếu tội cũng như khi mà mình có tội rồi giết heo giết gà giết dịch hay là gian tham hay làm những cái gì đó coi như là hạ ác nghiệt gì đó không biết rồi có tội rồi thì bắt đầu sẽ kéo chân mình đi lên đâu đi lên tưởng đi lên đâu lên nghiệt đài tức là hạ lên nó đứng trước cái gương gương nghiệt đài để chiếu coi như là hạ tội lỗi của mình với trần gian vậy giờ các bạn nói rằng ngày xưa tôi lỡ làm có tội rồi thì giờ làm sao bây giờ mình tu để được đại ân xá xóa hết tội cũ mình mà được cộng cái phước mới nữa các bạn thấy không là mình coi như là hả tu một ngày là bắt đầu mình đã được tính phước rồi đó các bạn chứ không phải như những cái thời mà gọi là ngày xưa tại vì kỳ này là đò chiều chiến chót cũng như là hạ rước người qua sông không có còn mà chần chờ nữa cơ cuối cùng thầy nâng đỡ trẻ để trẻ về khí thể tiên thiên nó kỳ này là coi như là hạ tất cả đấng từ bi đức thầy nè đấng tối cao để ha, nâng đỡ mình tức là đại ân xá cho mình để cho mình coi như trở về với cái gì nè trở về với cái thể mà tiên thiên của mình tại vì cái phàm tục này coi như mình nhiễm trần mình đã trượt khí nhiều quá rồi thì bây giờ mình niệm phật mới được chứ còn nếu như mình chửi thề mình cũng như là nói chuyện hỗn láo tức là gì tức là trượt khí đó các bạn thấy không rồi hả có người nào mà người ta chửi thề hỗn láo gian tham mà coi như người ta sống phay phay không các bạn nhìn thấy không có gì hết nhưng mà kỳ này các bạn thấy rất là lạ không dần dần cái nó vô khám hết nè đó rồi hả tiêu tan sự nghiệp coi như là của cải tất cả những gì tai nạn giao thông dịch bệnh coi như là hả bất cứ giờ nào cũng có thể gọi là cũng như là rước đi hết đó các bạn kỳ này rất là lạ lùng bởi vì bổn ban sơ lúc đầy đủ khí bởi vì con tiền dị hậu thiên tại vì thở ban sơ là tánh vốn lành bởi vì con tìm dị hậu thiên đó các bạn biết không ngày xưa mình là coi như là cái hậu của mình là tiên thiên khí mình đã từng coi như là hạ những cái thể tiên thiên rồi nhưng mà tại vì mình xuống trần này mình lạc lối đi về cho nên mình không có được đầy đủ khí tiên thiên để mình à, mình thoát lên những cái cảnh mà gọi là hả, hạnh phúc. Tại sao bây giờ mình hả? Coi như là hả đa số là đau khổ là nhiều là cái lý do coi như là mình không đầy đủ khí tiên thiên nó mình trượt khí nhiều quá, coi như là hả mình bị đau khổ, bị quan gia trái chủ nó lôi kéo mình hòa cùng sanh sống ngửa nghiêng thế nên biến thể không hiền tánh tâm chứ thật ra là tất cả chúng ta ai cũng có coi như là cái tánh tâm hiền lành mà tại vì cái cuộc sống nó ngửa nghiêng cái thời này là cũng như là mình không chạy là không kịp sống nhà thuê nhà mướn rồi hả xe cộ xe hơi tất cả những gì đâu có phải như ngày xưa đâu ngày xưa nấu cơm bằng củi có thể lụm lá mít coi như mình đốt lên nấu cũng xong nồi cơm đúng không các bạn còn bây giờ hả đâu có cho ai mà hả giống như đốt cái gì là mình bị phạt bắt buộc mình phải nấu ra rồi trả tiền xài điện cũng trả tiền mà trả tiền xong là chính mình gì mình phải chạy nó mình chạy coi như là hả mình chạy mà đến nỗi ngửa nghiêng luôn á các bạn thấy không mà như vậy mà còn không đủ để sống nữa tâm diêu động đọ trầm mãi mãi tánh càng xanh tê tái vô cùng nếu như mà mở mắt ra mình nghĩ đi làm nó đơn giản vậy thôi mình chạy ngửa nghiêng nè vì cơm máu gạo tiền ga điện nước rồi đó chưa nói con bệnh nữa đúng không các bạn rồi nhà cửa nhà thuê nhà mướn tất cả những gì chi phí quá cao luôn cuộc sống coi như hòa cùng cái cuộc sống ngửa nghiêng này làm cho tâm chúng ta diêu động nó tại vì chúng ta thiếu mà thiếu tiền thì dĩ nhiên là phải suy nghĩ không biết làm sao để có tiền thiệt nhiều rồi đôi khi mình làm mình bất chấp đó các bạn tâm diêu động đọ trầm mãi mãi tấm càng xanh tê tái vô cùng làm con cứ mãi lưng chừng muốn tu thì chớ lại dừng chẳng theo rất là nhiều người người thân của tiết già đó nha các bạn chứ tiết già không có nói người ngoài nha người thân nói rằng là cũng như là chị ơi em muốn tu mà giờ coi như là em đang thiếu nợ nhiều quá để em trả hết nợ xong sắp xếp nhà cửa rồi em sửa lại nhà Rồi các bạn hôn tu mà tu hẹn không à nói chung là các bạn cũng nhiều khi rất muốn tu mà các bạn nghĩ rằng bây giờ con còn nhỏ quá sao tu đang cũng như là hả uh, cho con bú sữa mà giờ ăn chay rồi làm sao ăn chay được rồi cũng như là hả lo nấu cơm cho chồng mà con còn nhỏ rồi làm sao mà tu được nó tức giả chia sẻ rằng có con tu theo có con có chồng tu theo có chồng mình hả coi như là hả chăm con là mình niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thì coi như đứa con mình nghe được cái tiếng niệm phật là đứa con mình coi như là hả hưởng được cái gì hưởng được coi như cái sự từ bi tiên khiên thí khí mà khí cũng như là khí trời thể tiên khiên để đưa đến cho những đứa trẻ mà khi mà đến mặt trần gian này các bạn có biết rằng đứa trẻ đó lớn lên như thế nào là rất thông minh muốn tu thì các bạn đừng bao giờ mà nghĩ rằng hả chờ cái này chờ cái kia nữa bây giờ tiếng già chia sẻ nấu cơm cũng tu luôn giặt đồ cũng tu luôn cái gì cũng tu được tu là như vậy nam mô a di đà phật nó đơn giản vậy thôi nếu các bạn thấy ngại trong gia đình mà có ai đó dòm ngó mình thì mình niệm trong tâm mình tại vì mình đang niệm nam mô a di đà phật là cái tâm mình nó không có khởi còn nếu như mình không niệm á, cái vừa làm công việc cái nó tức quá biết không trời ơi bực mình ghê vậy cha quỷ kia hả giờ này chưa về lương bổng gì hả tháng này không chịu đưa tôi tất cả những gì đúng không các bạn nó cái bắt đầu cái tâm mình hả sanh biến ra những cái gì những cái gì mà gọi là hả trượt tánh suy nghĩ coi như là bông lung rồi lúc này quan gia trái chủ nó vô tức là con dịch nó sẽ đến đó các bạn. Nó đến coi như nó hỏi thăm mình rồi rất là khổ. Con muốn tu sợ nghèo, sợ đói. Thầy khai điển xé màn bí nhiệm cho con trần tự nghiệm tri mau. Kỳ này là coi như là xé màn mà gọi là hả giống như là để cho các bạn nhìn thấy để các bạn tự nghiệm nha rồi các bạn sẽ tri mau, tức là tri là biết, các bạn sẽ biết nhanh. Đó, tại vì kỳ này là bộ, dịch nó bùng lại là mình nhìn thấy biết rồi cái con dịch này hả thử thách mình mà thử thách nhìn thấy để cho mình bước vào đường tu đó các bạn thầy khai điển tức là điển ơn trên xuống cho tất cả chúng sanh muôn loài dạng vật trên trần gian này và coi như loài người là tất cả những gì luôn đó các bạn các bạn thấy kỳ ba này là đấng từ bi rất là thương xót chúng sanh trên cõi ta bà này lo lắng tại vì cái màng nó mỏng quá rồi mà nếu như nó đứt cái màng một cái các bạn biết không là coi như đi hết luôn nó đi mà khiên mà rầm rầm đó cái này là nói thật sự chứ không phải là hù dọ các bạn cũng thấy rõ ràng rồi tại vì kỳ này là kỳ đại ân xá cho những ai coi như biết quay đầu về phật pháp biết tu hành niệm phật ăn chay và buông bỏ hết tất cả những cái gì mà danh lợi nghĩ tới cái chuyện danh lợi thì dĩ nhiên là phải hơn thua rồi đúng không đã kinh tế là phải tính cho nó giỏi các bạn mà tính không giỏi là các bạn sẽ thua người ta rồi cho nên bây giờ tiết già chia sẻ để cho các bạn coi như là bình tâm các bạn cứ bình tâm mà ăn chay niệm phật làm lành hòa đồng tất cả coi như là trong gia đình mình và trở lại không còn cái tánh như ngày xưa nữa bỏ cái tánh trượt đi đào thải cái tâm trượt cái trượt tâm của mình để hãy thoát khỏi những gì mà dịch bùng trở lại đó các bạn rồi rất là khổ tiếp già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu và đừng có sợ nghèo sợ đói nữa bước vào đường tu là các bạn sẽ có những cái sự sống bất ngờ mà hả? quyền bí du di đưa đến cho các bạn Các bạn không ngờ luôn Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo